Mới đây, Mạnh Quỳnh sau khi phát hiện ra bằng chứng đặc biệt này, đã phải hẹn gặp bằng được Wendy, bởi vì nam ca sĩ tin rằng khi mắt thấy tai nghe được những điều này, con gái Phi Nhung sẽ phải thay đổi suy nghĩ về chuyện có nên giữ lại tro cốt của mẹ hay không. Những hình ảnh Mạnh Quỳnh chia sẻ rằng, chưa từng công bố rộng rãi, thời điểm này, khi Phi Nhung còn sống, chính cô đã nói ra ước nguyện của mình, ngay tại chùa Pháp Lạc. Xin mời quý vị cùng xem. Chùa... Em lại nè. Okay. Chào mọi người. Hôm nay Phi Nhung rất là thoải mái luôn. Phi Nhung đã đi về chùa. Được nhìn thấy những cái cảnh sư cô chồng nè. Đây là trái dưa nè. Đó, tới trưa này chưa chín nè. Ổi nè, xoài nè, bắp nè, nói chung là đủ thứ hết, rau, các loại rau luôn. Đó là rau mà Phi Nhung đã là đem về nhà hàng của mình bán đó quý vị. Đó là Phi Nhung về chùa, chùa là trồng rau, đem về nhà hàng Buddha Chay bán. Nên quý vị đừng có lo ha, các bạn đừng có lo là rau dở, rau hư hay rau gì hết. Đây là rau của chùa trồng nên Phi Nhung đã đem về Buddha Chay. Mọi người đừng có lo nha. Bây giờ cùng Nhung thưởng thức. Đây là cảnh chùa nè, đẹp chưa? Mà trời thì âm u nhưng mà nó rất là dễ thương. Nhìn nó thoải mái gì đâu á. Hết căng thẳng quý vị. Ây da. Và một cái miếng đất dư nè. Đây là một cái miếng đất dư cho Phi Nhung nè. Phi Nhung muốn là cái Phi Nhung muốn là một cái gì ta? À, cái một miếng đất dư này Phi Nhung muốn làm một cái gọi là cái nhà nhỏ thiệt nhỏ để mai mốt Phi Nhung không đi hát. Phi Nhung về đây ở. Muốn Phi Nhung nói nữa không? Đó, đây bắp nè, thấy không? Đợi bắp chín rồi là Phi Nhung sẽ hái về đem về Buddha Chay thưởng thức. Ok? Hết nha. Hát hả? À, bông bí vàng ôi. Hồi xưa là Phi Nhung mới đi hát. Là Phi Nhung hát bài bông bí vàng, về Việt Nam hát bông bí vàng. Bông bí vàng à. Đây nè, quay cái đống này nè, phân nè. Để đi ra đã. Ông có mua hoa phân hoa hợp đâu. Đi đưa cho mẹ ẩm. Phân trồng rau. Phân trồng rau. Phân trồng rau. Ây da, đau chân quá. Đây là phân để mình trồng rau nè quý vị. Đốt lên xong rồi mình trồng rau cho nó ngon hả? Trồng rau cho nó tốt. Cho nó tốt. Trồng rau cho nó ngon. Đúng, tại vì mình rất là hãnh diện khi mà mình được rau từ chùa mình đem về Buddha Chay của mình là để cho khách hàng dùng sạch sẽ. Là Phi Nhung rất là yêu quý, yêu mến. Thôi bây giờ đừng nói gì hết, tại vì nói không biết nói gì luôn. Bây giờ hát một bài bông bí vàng nha. Năn nỉ đi hát cho. Ok. Quay xa xa, quay gần bị già. À, để đứng cái chỗ cái bắp đi. Bông bí già. Bông bí già. Bông bí... Hồi xưa là bông bí vàng, bây giờ là bông bí già. Ok. Ok. Bông bí vàng ngoài vàng, công em trồng anh không hay. Trời xa mưa bông kết trái, từ đó em buồn. Hết rồi, không có nhạc nhưng mà hát vậy được rồi. Dở cũng được đâu sao đúng không? Cầm này hả? Cái này là cái cào nè. Hồi nhỏ là Phi Nhung đi làm rẫy, Phi Nhung cào nè. Thấy không? Đi chân không luôn nè, thích. Cái cốt là cái cốt nhà quê mà. Ây da, mặc áo đầm đi cào. Mặc áo đầm đi cào. Dạ. Con đi xe lại đi xe lại. Ây da.
Bí Du lên. Đó có cái thúng trên đầu đẩy vậy. Bí Du lên vậy. Làm gì vậy? Đây đây đây. Đây là đây đẩy. Đây là bà dì nè, đây là bà dì của Phi Nhung nè. Già rồi nhưng mà còn skin lắm á, nhí nhảnh vô cùng luôn. Nó đẹp gái chưa? Ờ nhỏ bao quýnh con hoài đó. Có gì vậy? Vô. Đây rồi. Để coi thử cái khác nữa đi. Để đi giới thiệu fan của mình cái khác đi. Chuối. Trời mưa, trời mưa. Để coi thử. Dạ. Thấy trời, thấy thoải mái quá các bạn. Quá thoải mái luôn. Trời. Ủa, dạ hả? Đây là dì Út của Phi Nhung đã. Để Phi Nhung giới thiệu. Đây đưa cái mặt đây. Đó bà đang chạy là bà dì Út nè. Đây là chị Hai nè. Đây là bà dì Tùng nè, à dì Cúc nè. Còn kia là Trinh nè, kia là bé Như nè. Đó là ba kìa, hiểu lại quay bắt kìa. Để em chạy vô. À quay hai bắp, hai bắp. Ê, đừng có nâng em vô. Cái này nó cao, nó sắn em á. Cao hơn mình. Mai mốt mà bắp chín á, các bạn mai mốt mà bắp chín á là Phi Nhung sẽ hái bắp về, mà hình như là khoảng chừng bay lâu nữa bắp chín con. Để cho con biết, để con lo con hẹn khách của con tới mua đà chay ăn bắp nấu của con chứ. Nè, thấy ông bắp đã chưa? Chồng mà không biết chừng nào chín lại ra. Con ở trong chùa chồng mà, mấy sư cô chồng mà. Hồi lãi nhưng mà con đã mua hết này rồi. Dạ. Em đã mua hết này rồi. Em hồi lãi em trụng nó, em cài em. Không phải chùa chồng, trời ơi, chùa chồng là Phi Nhung là đem về mua trà chay mình để cho quý vị thưởng thức. Cái lại bắp chính là Phi Nhung đã mua hết cái dòng bắp này rồi để đem về mua trà chay bán thôi. Là ăn thoải mái luôn. Được không? Ở con ha. À nửa tháng nữa. Để đi. Ôi ẵm em vô như Chinh. Trời mưa. À để giới thiệu đâu răng. Phụ hai vừa bắp thòm cho mình. Ở đây đậu bắp nè, đây cá bẹ đậu bắp ăn nhà hàng mình là cao phi. Ấy ăn bẹ gì? Đây là đậu bắp nè. Đậu bắp. Dạ. Dạ. Hái rồi con. Cái ở trên đây nó non non con. Này lại gì vậy? Hái về bán. Dạ. Thì đó hái về bán cho con. Đậu bắp sầu nhà tì. Hàng ăn đậu bắp là chính của đây. Đây nè. Không cái này là còn non mà cô nhỉ. Cái đó ăn chưa lớn, ăn được rồi ạ. Không biết lâu được bình nhiêu hai con cây. Đậu bắp ngon non. Thôi được rồi, bao nhiêu đây thôi, để cho nó chín đã. Đậu bắp nó chín. Ủa chứ không phải là chín rồi già sao ăn. Nó già. Ủa vậy hả? Đâu biết đâu. Ủa dưới kia rau gì vậy cô? Cô. Dạ. Cô dưới kia là rau gì cô? Dưa. À dưa. Trời ơi, cô được kia là làm được trái mình đi, ba người mà nãy giờ dạ? Làm được trái nào hết. Làm được dạ ở đi. Trong tủ lạnh rồi. Hả? Thưa Phi Nhung chào nha. Trời mưa rồi. Hẹn gặp Bồ Đà Chay nha. I love you. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra nghe Phi Nhung nói chuyện. Phi Nhung giảm stress rất 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 là nhiều. Cảm ơn các bạn nha. I love you.